Chào mừng các anh đã đến với kênh đồ bại của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 404 cho các anh tổng cộng là 20 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu chi tiết từng sản phẩm của em, cảm thấy mình đừng nghĩ về món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em thì sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có kích thước nhỏ, em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn những đơn hàng nào mà mình chọn phương thức ship COD thì khi mà các anh nhận hàng, các anh được quyền kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền phí vận chuyển giúp em luôn ha. Em vào chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 này em lên là hàng thanh lý nha các anh. Một cặp kìm bấm cốt như thế này. Hai cây, em sẽ quay chi tiết từng cây cho anh xem nha. Đầu tiên là cây lobster. Cái này cái size bóng cốt của nó là chữ nhật các anh, nó cũng tầm với size cái này size bên Nhật à. Còn mà đổi ra số thì tầm 1.25 2. 5.58 chấm, mà cái này nó lớn hơn một xíu các anh. Trên này nó sẽ khắc chìm lên lobster con tôm nè. Và sau có logo nội địa Nhật và một cái mã ha. Đấy thì cái phần này bên dưới nó có vỏ bọc đầy đủ nha các anh. Màu này nó hơi cũ tí thôi chứ nó không có rách gì hết nha. Made in Japan nè. Hàng của Nhật, vỏ còn ok hết luôn. Còn cái này thì nó bị mất cái lò xo bên trong này nè các anh. Mà mình về mình gắn được lò xo vào thì mình sẽ dùng bình thường thôi. Ở đây thì em bóp như thế này, thế thì nó vẫn mở. À em có bấm cốt, em sẽ test thử nó có ok không nha. Cốt ở đây em xài là 5.5 nha các anh, mình sẽ cho vào đây ha. Cái này nó bị thiếu lò xo. Là nó vẫn đúc nổi lên cái chữ Nhật mà nó khắc bên trong này nè các anh. Cái chữ này nè ha. Đấy thì bấm nó vẫn ok nhưng mà nó không có lò xo thì nó không có bóp bung được. Hoặc là như thế này nó không có giữ lại được. Đấy, kiểu như kiểu này. Nó giữ lại xong rồi nó bung ra. Đấy. Nó cứ mở ra. Nó không lò xo các anh. Cái này các anh mình thay được lò xo thì mình sử dụng bình thường ha. Đấy, cái này em không có đồ để thay, cũng không có biết cách khắc phục nên là em thanh lý. Tiếp theo hai cây 150 nha các anh, em giá thanh lý cho các anh sử dụng. Cây này thì lò xo nó cũng hơi kẹt hay sao đó, mà cái này nó bị mất vỏ. Cái này hiệu Izumi, hàng của Nhật nha các anh. Izumi 1.25 2. 5.5 và 8. ha, hiệu Izumi khắc chìm lên như thế này luôn. Bên dưới này là có một cái logo nội địa Nhật nè, chữ Nhật nè, Izumi ha. Bên này cũng có chữ Izumi luôn, tương tự cả hai bên luôn nha các anh. Về phần thép thì cứng chắc nguyên vẹn nha các anh, không có bị nứt bể gì hết ha. Còn cái này nó cũng bị hơi cái lò xo này à. Lúc bóp mạnh nó không ra nhưng mà đẩy nhẹ nó, để em cũng sẽ test bấm cốt 5.5 thử. 5.5 này nha các anh. Này cái tiếng nó vẫn có nha các anh. Đấy nhưng mà em cũng không biết tại sao. Đây. Bấm thì nếu mà xài tạm thì em thấy là cũng được, nếu mà mình chỉ xài tạm thôi. Còn muốn nó hoạt động trơn tru thì mình phải sửa lại thêm một tí nha các anh. Kiểu vậy. Đấy, cái này nó lọc. Là nó sẽ giữ lại nè, xong có mình vài cái thì nó lại bung ra. Kiểu vậy, cái này cũng còn tạm được nha các anh. Nói về hai cây này thì chiều dài cây Izumi là 30 cm, chiều dài cây lobster là 27.5 cm. Giá cho một cặp hai cây này là 150.000, mã số 1. Mã số 1 nha các anh, tính ra là tầm 75.000 một cây hai cái kìm bấm cốt như thế này. Các anh mua về mình khắc phục lại, mình sử dụng bình thường nha các anh. Mã số 1, mã số 1. Tiếp theo mã số 2 là một cây kìm đúc dây. Kìm túc dây hiệu Escobu, cây này hàng của Nhật mà các. Hàng của Nhật. Một cây kìm túc dây điện. Cái phần tay cầm bên dưới là bằng nhựa nè các anh, nó sẽ in lên chữ Escobu nè. Nó vỏ nguyên vẹn, không có bị nứt rách gì hết. Rồi, ở trên này nó sẽ khắc cái số, các cái size của lỗ túc dây nè các anh, từ 0.5 cho đến 6 ha. 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4 và 6.
bên trong này nó có phần lưỡi cắt này, độ rút dây còn ok nha các, không có bị mẻ nha. Em sẽ test tút thử cho các anh xem. Cái sợi này là sao số mấy à, mình phải mở cái này ra các anh, nó đụng chúng không có mở cái kìm ra được. 1.5 hơi lỏng, 1 chấm đây. Mấy cái sợi này nó to lắm luôn. Cắt xuống nè các, nghe cái bục ra, kéo ra rất là nhẹ. Cái này là em sử dụng số 1 chấm nha các. Số này là 1.5 chứ, 1.5. Đây là ô 6 nè, ô 4, ô 2.5. Còn ô em đang sử dụng là 1.5. Tuốt ra rất là nhẹ luôn nha các. Đấy thì sợi này cũng lớn nè, mình có thể sử dụng những cái sợi dây lớn hơn cho ô 2.5, 4 và 6 ha. Về kích thước của cây này thì chiều dài nó được 15,5 cm, giá cái này là 120.000. Mã số 2, một cái kìm thúc dây. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3, à cái này là hàng thanh lý nha các. Clip này sẽ có 1, 2, 3, 3 mã là hàng thanh lý nha các. Cây này một cái kìm đóng phe vẫn còn hoạt động bình thường, chỉ có điều là cái phần, đã các nhìn nè, cái phần phe thì có một bên nó bị mất một đoạn, bị gãy nhẹ ha. Cái này hiệu top hàng của Nhật nha các, nó sẽ khắc laser lên trên này, chữ top này ha, top phe này cong, và này là kìm đóng phe, nó có lò xo bên dưới nè, hoạt động là bình thường hết các. Đấy, vỏ nhựa không có bị nước rách gì hết, còn ok hết luôn ha. Đây, đóng phe cái miệng của nó nè. Về phần kích thước cây này thì chiều dài nó được 16,5 cm, cái đoạn dài này thì nó được 1,5 cm, còn cái cây này nó bị mất một đoạn nhỏ thì nó tầm còn 1,2 cm các, ngắn một xíu như thế này. Còn cái phần phe này, đoạn này được 1,5 cm các, giá cây này là 50.000. 50.000 một cây kìm mà đóng phe hiệu pháp hàng của Nhật nha các. Cái này dán thanh lý nha, mã số 3. Mã tiếp theo, mã số 4 là một cây cần lắc KTC đầu 1/2. Cái này hàng của Nhật luôn các. Một cây cần lắc 1/2. Đây là cái phần đầu 1/2 của nó nè các. Đấy, nó không có bị mẻ hay là bị mòn gì hết nha các. Thép còn rất là đẹp. Ở sau nè, ốc nguyên zin hết luôn. Phía bên dưới này có khắc nổi size 12.7mm này, là tương đương đầu 1/2 ha. KTC Kyoto Tool, logo nội địa Nhật đầy đủ luôn các. Phần nước xi này rất là sáng đẹp nè. Một số chỗ thì trên này nó hơi tróc xi một tí thôi. Con này tổng thể phần thân nó còn đẹp. Sẽ test hoạt động nha các. Em đang xoay qua trái nè, đổi chiều nè, đổi chiều bên này ha. Nó xoay qua phải nè, hoạt động trơn tru hết luôn nha các. Cây này chiều dài nó được 25 cm, giá của nó là 200.000, mã số 4. Mã tiếp theo, mã số 5 là một cây kéo cắt cành. Một cây kéo cắt cành hàng của Nhật nha các. Bên trên này nó sẽ khắc laser cái chữ Nhật nè. Lõi ở đây là bằng đồng nha các. Nó có một cái lõi đồng ở đây. Chỗ này khắc chìm chữ Made in Japan. Phần thép con này thì nó có cái màu nước sơn bên ngoài màu đen, còn rất là mới đẹp nha các. Chốt ở dưới này cũng là chốt sắt luôn. Lưỡi nè, không có bị mẻ hay là bị rỗ gì hết nha các. Em sẽ test cắt giấy cho các bạn xem nha. Cái này thì mình có thể dùng để tỉa cành. Đây. Lưỡi rất là ngọt luôn, lò xo nè. Về kích thước của cây kéo này thì chiều dài nó được 20 cm, giá của nó là 250.000. Mã số 5. Tiếp theo, mã số 6 là một cây kìm cắt hiệu HM SM, các hàng của Nhật ha. Cây này là cắt và tút dây luôn các. Cái phần tay cầm của nó thì bằng da, con này màu xanh dương. Cầm rất là êm tay luôn nha các. Nó không có bị nứt rách gì hết nha. Còn về phía phần lưỡi là bên ngoài này, cái phần thép nó hơi rỗ một tí, nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc mình cắt nha. Lưỡi đẹp nha các.
mặt sau nè. Cây này nó có cái phần răng kẹp bên dưới nữa. Phần răng kẹp ok ha. Về phần lưỡi cắt nè, xem lưỡi bên trong. Lưỡi không có mẻ nha các anh. Lỗ tuốt dây cũng còn nguyên vẹn luôn. Bây giờ em sẽ test cắt tuốt dây cho các anh xem nè. Em sẽ tuốt trước đây. Lỗ này. Cái sợi này ngắn. Lúc nãy em tuốt bằng kìm tuốt dây test cái này á. Cho nên là giờ nó bị ngắn rồi. Đây các. Tuốt ok ha. Cái sợi, cái lỗ của cây kìm này nó cũng lớn nữa các anh, cho nên là cái sợi này tuốt cũng chưa có được ok lắm. Mình sẽ sử dụng những cái sợi mà lớn hơn á, cắt vào nó có cái bụp sẵn mình tuốt ra rất là dễ. À, lỗ này lớn nha các anh, để em so với cái lỗ bên này. Ô này cũng tương đương với 2.5 bên này các anh, mà trong khi lúc nãy em test cái sợi này là em test có ô 1.5 mà, cho nên lúc nãy tuốt không có được ngọt. Mà mình sử dụng sợi lớn hơn thì ok nha các anh. Em cắt mà ra sợi bé trước mà. Tiếp theo là sợi lớn như thế này. Đấy, cắt rất là ngọt nha các. Đây nè. Về kích thước của cây kìm cắt này thì chiều dài nó được 16 cm. Giá của nó là 100.000. Mã số 6. Tiếp theo mã số 7 là một cây kìm tuốt dây điện hiệu Vessel. Cây này hàng của Nhật luôn nè các. Một cây kìm tuốt dây điện hiệu Vessel. À, tên trên này nó sẽ in lên cái chữ Vessel. Vessel này, chỗ này là 3.000. Cái size lỗ thuốc dây của nó là 0.9, là 1.25, 2.3.5 và 5.5. Product of Japan, hàng của Nhật nha các. Còn mặt sau này, nó cũng sẽ khắc chìm chữ Vessel, BT Japan. Cây này dòng C nha các. Dòng C rất là lớn luôn. Dòng C nè. Đấy, những cái số lúc nãy em đọc thì nó sẽ được khắc chìm lên trên này ha. Bên này nó có một cái dòng chữ Nhật và cái thanh này để làm gì em cũng không biết luôn. Thanh kẹp hay là chỉnh cái gì đó trong trong cái phần này nè các. Đấy, thì có một số cây nó có, một số nó sẽ không có nha các. Đấy, thì cây này nó có cái que này để làm gì em không biết luôn. Này các anh sử dụng thợ thì chắc là sẽ biết. Còn về phía tay cầm này nó sẽ có một cái lớp vỏ bằng nhựa như thế này. Còn nguyên vẹn hết luôn, không có bị nứt rách gì hết. Đẹp ha. Đấy, lò xo là hoạt động trơn tru. Em sẽ test tuốt dây điện cho các anh xem nha. Đấy, ở đây mình có rất là nhiều cái size. Thì cái sợi này em sẽ tuốt ở ô 2 chấm nha. Lúc nãy bên kia em tuốt ô 1.5 nữa các. Đây bên này em tuốt 2 chấm. Đấy, tuốt ra rất là nhẹ luôn nha các anh. Lại lần nữa nè. Để vào đây nè, các anh xem nè. Đây nó bị trượt rồi. Đấy, tốt ok ha. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 16 cm, giá của nó là 300.000. Mã số 7 300.000. Tiếp theo mã số 8 là một cây mỏ led, một cây mỏ led size 200 mm, hiệu Igo, hàng của Nhật nha các, còn rất là mới. Đây, số 200 này, Igo này, logo nội địa Nhật, chrome Polycodinum, hàng của Nhật á các. Góc trên này thì nó hơi bị tróc xi cái phần bên ngoài một tí thôi. Cái xi nó còn, em vừa mới vuốt ra nè, tróc một tí. Size 8 inch, heavy duty, drop forget, thép rèn các. Japan, hàng của Nhật ha. Nước xi rất là sáng luôn nè. Vặn mở ngàm. Miệng ngàm bên trong đây các. Bên trong là không có bị dập mẻ gì hết ha. Cái miệng ngàm này. Về kích thước của cây này thì chiều dài nó được 20.5 cm và ngàm này mở tối đa là 2.5 cm. Giá cây này là 80.000, mã số 8. Tiếp theo mã số 9 là một cây cận trượt Mitoloy đầu 1/2. Cây này hàng của Nhật luôn nè các. Hàng của Nhật luôn. Cái đầu này nó sẽ khắc lên trên này chữ Mitoloy này, logo nội địa Nhật này. Nó khắc chìm lên luôn. Còn về cái phần đầu này thì nó không có tróc xi gì hết luôn các. Và đầu 1/2 còn nguyên vẹn đẹp nha. Không có bị tà, bị mẻ gì hết luôn. Góc này thì có hơi tróc xi một xíu à. Còn cái phần thân của nó nhìn qua một lượt cũng còn khá là mới đó các.
còn được sử dụng như thế này thôi. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 25 cm, giá của nó là 100.000, mã số 9, mã số 9 100.000. Tiếp theo mã số 10 là một cây kéo cắt tôn, một cây kéo cắt tôn hiệu Mitsubishi, là hàng của Nhật nha các, hàng của Nhật luôn. Con này nó bị mất cái phần khóa thì mình có thể đổ một cái dây thép hoặc là một cái sợi dây nào đó để khóa cái phần kéo này lại nha các. Đây, cái logo của nó nè, Mitsubishi chữ Nhật ha, mặt sau nè chữ Nhật BAT 181. Đó, về phần đứt xi thì nó tróc xi nên nó để lộ cái phần thép gốc của nó ra, nên là những cái màu nó hơi tối. Đó. Còn cái phần đứt xi nó được tráng lên thì nó sẽ như thế này. Lưỡi đẹp nha các, lưỡi đẹp không có bị mẻ hay là bị rỗ gì hết nha, lưỡi đẹp, lò xo là hoạt động trơn tru hết, tay cầm bên dưới là cũng không có bị nứt rách gì hết nha các. Đấy, tay cầm còn ok. Về kích thước của cây kéo cắt tôn này thì chiều dài nó được 24 cm, lưỡi ở đây được 7 cm, giá của nó là 160.000, mã số 10. Tiếp theo mã số 11 là một cây kìm đóng phe hiệu OGI, cái này hàng của Nhật luôn nè các, một cây kìm đóng phe. Trên này nó sẽ khắc chìm chữ OGI này. Khắc chìm lên luôn, phe bên trong. Miệng phe bên trong còn nguyên vẹn ha. Đó, phần thép bên dưới có lò xo như thế này. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 19,5 cm, cái đoạn này mở được 2 cm. Và chiều dài của cái đoạn phe này là được 3,5 cm nha các. Giá của nó là 120.000. Mã số 11. Tiếp theo số 12 là một cây số 12 là một cây kìm nhọn hiệu Kepa. Một cây kìm nhọn hiệu Kepa, cây này hàng của Nhật nè các. Trên này nó sẽ khắc chìm chữ Kepa. T gạch 305. Bên trong nè, răng còn khá là đẹp nha các. Và đây là phần lưỡi cắt. Một lát nữa em sẽ test cắt dây điện cho các anh xem ha. Răng còn đẹp, lưỡi là cũng không có mẻ gì luôn á. Kìm nhọn này miệng mở khá là lớn nè. Bên dưới này nó có một cái phần răng kẹp nữa. Đấy, vỏ nhựa còn nguyên vẹn hết luôn, không có bị nứt rách gì cả. Về kích thước của cây kìm nhọn này thì chiều dài nó được 14 cm, cái phần này là được 4 cm nha các, 4 cm, giá của nó là 100.000. À, em sẽ test các dây điện chứ. Quay. Đây, sợi lớn rồi các, sợi này nhỏ hơn tí nè, sợi đầu trắng cũng ngọt luôn, sợi này nhỏ nữa nè. Đấy, cái này cắt ok nha các, giá của nó là 100.000, mã số 12. Tiếp theo mã 13 là một cây cưa gập hiệu SK11, một cây cưa gập hàng của Nhật nha các. Trên này nó sẽ khắc laser lên cái chữ SK11 và mặt bên này thì sẽ khắc chìm lên luôn, Made in Japan, hàng của Nhật ha. Cán ở đây là cán nhựa nè, không có bị nứt rách gì hết luôn. Cái phần thép nó sẽ xuyên suốt đến đây và nó bọc bên ngoài cái lớp nhựa như thế này nha các. Mở ra răng lưỡi, trên này sẽ khắc laser SK11 Made in Japan. Đấy, răng nè, không có bị mẻ hay là bị mất một cái răng nào hết nha các. Còn ok hết ha, cái này thì các anh sử dụng một thời gian mình có thể thay lưỡi luôn. Về kích thước của cây cưa này thì chiều dài nó được 44,5 cm và cái phần lưỡi này được 21 cm. Gập lại nè, cây này gập lại thì nó còn 24,5 cm, giá của nó là 170.000, mã số 13. Tiếp theo mã 14 là một cây kìm cắt, một cây kìm cắt hiệu Senki, cây này nó cũng là hàng của Nhật luôn các, một cây kìm cắt hiệu Senki. Trên này nó sẽ khắc laser lên cái chữ Senki nè, logo nội địa Nhật nè, SKN125. Lưỡi cắt là khít sát nha các, không có bị hở sáng và có một lỗ tuốt dây điện ở đây. Bên dưới tay cầm thì sẽ có một cái lớp vỏ bằng nhựa như thế này, còn nguyên vẹn hết luôn, không có bị nứt rách gì cả nha các. Em sẽ test các dây điện cho các anh xem nha. Cái sợi này lớn nè,
Hải tú nhà luôn các cắt mà là sợi lớn, các sợi bé cũng mọt luôn. Cây này cắt ok nha các, nó có lò xo trợ lực, cắt rất là nhẹ luôn. Chiều dài của nó là 30 cm và giá là 100.000. Mã số 14. Tiếp theo mã 15 là một cây kiềm điện hiệu Fujiza. Cây này nó cũng là hàng của Nhật luôn các. Một cây kiềm điện hiệu Fujiza. Bên trên này nó sẽ khắc laser lên cái chữ Fujiza NO1050. Logo hiệu Fujiza và logo nội địa Nhật nha các, lưỡi cắt mà. Đấy, không có bị mẹ gì hết luôn ha. Xem răng, răng bên trong còn rất là đẹp luôn. Lưỡi cắt là cũng không có bị mẻ gì hết. Ở phía dưới tay cầm sẽ có đúc nổi lên chữ Fujiza ở mặt ngoài. Và mặt trong sẽ có logo hiệu Fujiza và chữ Japan các. Đấy, còn nguyên vẹn hết luôn, không có bị nứt rách gì cả. Rồi em sẽ test cắt dây điện cái này nha. Đấy. Đủ thể loại dây luôn đó. Từ bé đến lớn, cắt ok hết luôn. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 16,5 cm, giá của nó là 150.000. Mã số 15. Theo mã số 16 là một cây xà cầy size 260, hàng của Nhật nha các. Trên này nó sẽ có một cái tem nè, Made in Japan nè các, và một số cái chữ Nhật ha. Tem này nó tróc một số chỗ rồi. Nước sơn của con này thì màu xanh dương. Đấy, các nhìn cái nước sơn còn rất là mới luôn ha. Không bị tróc sơn gì nhiều, đầu bấy đinh bên dưới nè. Đầu bấy đinh bên này còn đẹp nha các, không có bị mẻ gì hết. Thép là cứng cáp luôn, CRV, chất thép CRV nha các. Size 260, cái này là chắc là logo của một thương hiệu nào đó nè các. Trên này cái tem nó tróc cho nên là em không có đọc được cái chữ. Về kích thước cây này thì chiều dài nó được 26 cm, đoạn này được 2 cm, đoạn mấy đinh nữa các, 2 cm, đoạn này thì 2 cm luôn, giá của nó là 100.000. Mã số 16. Tiếp theo mã 17 là một cây kiềm điện hiệu M&M. Cây này hàng của Nhật luôn nha các, hàng của Nhật luôn. Cái phần vỏ này nó bằng da, giống cái cây S&M này nè. Mã số 6. Bằng da, vỏ rất là mềm luôn các, mình cầm vào rất là êm tay, nó không có bị nứt rách gì hết ha. Trên này cái phần thép của nó nè, nó sẽ có cái phần lưỡi cắt, mặt sau thì cái phần thép này nó hơi sần sùi một tí, nhưng mà răng lưỡi bên trong là còn ok nha các. Răng kẹp nè và lưỡi cắt nè là không có bị mẻ nha các. Bên dưới này cũng có một cái đoạn răng kẹp nữa. Đấy, về kích thước của cây này, à không, em sẽ test các dây điện trước. Sợi nhỏ nè, sợi lớn nè, cắt rất là ngọt luôn. Cây này chiều dài của nó được 16,5 cm và giá là 100.000. Mã số 17. Tiếp theo mã 18 là một cây kiềm cắt cộc lực. À, cái này giá thanh lý nha các, 100.000. Em chưa qua em nói giá luôn, 100.000. Cây này nó sẽ cắt sắt thép có tối đa, có đường kính tối đa lên tới 70 ly nha các anh. Size 350 rất là lớn. Mà cây này thì lưỡi của nó bị nhâm một bên, một bên nó bị mẻ nhẹ mà tới 3 đường các anh. Còn cái phần trên này là khít sát nè. Cái này giá 100.000, các anh mua về để cắt sắt 3, sắt 5 cũng được, chứ sắt 7 em chưa test nên là em cũng không biết. Nhưng mà để an toàn thì mình cắt trên cái đoạn này thì cũng ok nha các anh. Với lại là vết mẻ này nó cũng không có quá lớn đâu. Em sẽ quay. Trên này nó sẽ có chữ PT.B nè, hiệu HIT, logo nội địa Nhật nha các anh. Alloy Steel, HIT 350, cáp 7 nè, HIT, logo nội địa Nhật, 14 inch ha, Forged Steel, thép rèn các anh, rất là chắc luôn. Và cây này cầm rất là nặng tay. Em sẽ cân thử là nó nặng bao nhiêu, nó nặng chắc hơn 1 kg. Đấy, phần thép nha các anh. Còn phía dưới tay cầm nè, thì sẽ có một cái lớp vỏ bằng nhựa như thế này. Đoạn này thì bị tét nhẹ nha các, lỗ cán, còn lại là nguyên vẹn nha. Rồi phía bên trên này mình xem cái phần lưỡi của nó nè. Sorry các. Đây. Lưỡi bên nó bị nhâm nhẹ, nhìn dưới góc này nè các anh thấy nó nhô. Đó, ba dấu rất là nhỏ như thế này. Bên này.
Bên này nhìn thì nó sẽ ít thấy hơn các anh. Mà lưỡi này cắt vẫn rất là ok nha. Tại vì nó mỉ cho nên là em để giá thanh lý lại về cho các anh sử dụng cắt nhỏ. Hoặc là nếu mà mình mài được thì mình mài cho nó khít sát luôn thì cắt ok, cắt sắc lớn luôn các anh. Cái này chiều dài của nó được 37 cm. Dài tới 37 cm. Còn cái phần lưỡi này thì được 2,5 cm. Đó mình sẽ cắt sắt thép lưới 40 mà có đường kính tối đa tới 7 mm anh. Rất là lớn. Cân nặng của nó là 1 kg. Giá cái này là 100.000, cái này giá thanh lý nha các anh. Mã số 18 100.000 một cây kìm cắt cộng lực. Cái này hàng của Nhật nha các anh. Rồi tiếp theo mã số 19 là một cây cưa. Một cây cưa. Cái này hiệu hát sao hàng của Nhật. Bên trên này nó sẽ có một cái tem nè, adjustable hát sao chữ Nhật ha, mã vạch nè các anh. Cái tem thì nó tróc một số chỗ góc nhẹ, cái phần giấy tróc nhẹ thôi. Cái phần tay cầm ở đây là bằng nhựa ha, bằng nhựa nguyên vẹn không có bị đứt bể gì hết nha các anh. Tem mã vạch nè, 480 yên. Cái phần khung này là bằng thép nha các anh. Khung thép. Phần nước xi của nó rất là sáng đẹp luôn. Cái này phần khung còn rất là mới. Còn về phần lưỡi cưa thì ở đây người ta gắn cho mình cái lưỡi Sweden của Thụy Điển các anh, Made in Sweden nè. Cái răng còn khá là ok. Các anh có thể sử dụng những cái răng cưa lớn hơn thì mình có thể thay ha. Mình sẽ mở ở đây. Mình mở ở đây. Mình có thể điều chỉnh lên một xíu. Đây là cái. Ví dụ như lưỡi nó dài thì mình cho nó lên sát đây luôn ha. Đấy. Em sẽ gắn lại rồi em đo kích thước cho các anh xem ha. Em về kích thước của cây cưa này thì chiều dài nó được 42 cm, lưỡi ở đây được 26 cm. Thì cái này có thể ngắn hơn được nữa các anh, mình đẩy cái phần này vào thì mình lắp lưỡi tầm 25 đến 28 cm là ok nha các anh. Giá cái này là 130.000. Mã số 19. Rồi mã cuối cùng, mã số 20 là một cái viên đá mài hiệu Katashiwa. Cái này hàng của Nhật luôn nè các anh. Đây nó sẽ có một miếng lót bằng cao su mềm bên dưới như thế này. Viên này là hàng mới chưa dùng nha các anh. Nó sẽ còn nguyên siêu như thế này, hai mặt, một mặt trắng và một mặt vàng. Thì mặt trắng độ mịn là 10.000, mặt vàng độ mịn là 5.000 nha các. Made in Japan này, hiệu Katashiwa, chữ Nhật ha. Về kích thước của cái viên đá mài này thì chiều dài nó được 18 cm, ngang này 6 cm, bạn này 2,7 cm. Viên này nặng 619 gram. Đã lót thêm cái miếng này vào. Đây là cái miếng cao su bên dưới lót thêm. Mình để xong rồi mình mài nó sẽ bị chống trượt đó các anh. Cả miếng này là 638 gram, giá của nó là 200 nghìn, mã số 20. Vậy là em đã lên xong 20 mã hàng trong clip số 404 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.